tiền nó mới giúp đỡ được bà cháu, sáu bà cháu tôi được cái nhà để ấm che nắng che mưa đó, để mấy cháu nó yên tĩnh, nó yên giấc, nó ngủ, tôi cũng an tâm tôi ngủ. À, nhà mình ngủ là hổm ngày mưa tạt chứ không? Tạt sao nói chú nghe. Có bao giờ bà nội ôm mình chạy không? Có. Chạy. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị. À, chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại đội của anh Hợp Thợ Hồ đang có mặt tại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú, huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi thì ngôi nhà của bà cụ cùng với ba người cháu sống trong một cái căn nhà mục nát cũng hoàn thành. Và các anh em sẽ tiến hành bàn giao hoàn hợp ha. Và sẽ trở về lại quê hương Đồng Tháp. Sở dĩ chiều ngày hôm nay các anh em lại có mặt tại nơi này á, là muốn thông báo cho bà cụ về cái việc mà ủng hộ để mà có thể sửa sang lại căn nhà cho bà. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì trong thời gian qua thì Bùi Hồ cũng nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của tất cả các quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước cho bà cụ đến thời điểm hiện tại. Thưa với cô bác quý chị, đến thời điểm hiện tại thì Bùi Hồ nhận được cái số tiền là khoảng hơn 60 triệu đồng cho hoàn cảnh của bà cụ ở đây. Và cũng có sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân hỏi coi khảo sát cái ngôi nhà này nếu như cắt là bao nhiêu tiền, và cắt nó phải kiên cố một tí xíu. Và các anh em thì Bùi Hồ với lại anh Vũ với lại anh Hợp cũng có thống nhất lại cái quy trình cắt của cái ngôi nhà và tổng thể diện tích của ngôi nhà. Thì bây giờ có ở đây. À, trước tiên là con thông báo cho bà thì con nhận số tiền cho cô á cũng nhiều nhiều. Dạ. Thì cô có mừng không? Dạ mừng chứ. Dạ. Ừ. Rồi có tiền tối với tôi là biết sao, tại vì mình bệnh này cái sức bất sức lao động rồi còn nuôi thêm năm đứa cháu nữa. Là số tiền hàng ngày tôi một ngày tôi chưa vô được động năm giờ, có số tiền nó rất là lớn trong đời tôi mà tôi không mừng sao được chứ. Rất là mừng luôn á, chứ không có bị bằng là có tiền đó là mừng. Tại vì có số tiền nó mới giúp đỡ được bà cháu, sáu bà cháu tôi được cái nhà để ấm che nắng che mưa đó. Để mấy cháu nó yên tĩnh, nó yên giấc nó ngủ, tôi cũng an tâm tôi ngủ. Thì biết sao nhà dột quá trời mưa gió thì sợ rung rinh cái nhà, khác gì đưa cái giọng. Còn nhà trên thì nó dột, đứa nó không ngủ được. Nhà khác nào là đưa cái giọng. Cô là người Khmer, dạ. Cô bác anh chị, dân tộc Khmer nên là nữ là cái ngôn ngữ tiếng Việt của cô cũng không có nhiều. Dạ, và vì đa số cộng đồng ở đây cô chú là người Khmer hết à? Dạ, ở đây xóm này Khmer không, chỉ có người Việt, dạ, ở đây thôi. Người, dạ, người ta, người Việt người ta tiếp. Thưa với cô là con đang nhận với số tiền hỗ trợ như vậy và được sự vận động rồi cũng như là góp ý của quý mạnh thường quân á, dạ, thì coi khảo sát ngôi nhà của mình đã xong, dạ, thì bây giờ con sẽ nhờ anh Hợp chia sẻ về cái quy cách cái ngôi nhà cũng như mấy anh em mình đã thống nhất anh Hợp, dạ, anh sẽ trao đổi về cái chiều dài nè, rồi chiều rộng nè, rồi cũng như là cắt như thế nào và cuốn nền lên bao nhiêu, ừ, ha. Cái nhà này thì cuốn nền lên là ba tấc, ba tấc, ba tấc, rồi bề ngang 4m5, dài 12m, là mặt trước hổ mình xây, mình gắn một bên cửa sổ với hai cái cửa, một cái cửa đôi, rồi vẫn gắn làm y gan vậy. Yeah. Cái cửa buồng trong thì cũng vẫn xây lên mà tới lò phòng luôn, cái cửa buồng nha, vẫn xây giả. Còn hai bên thì dựng thiết mà loại thiết lò phòng. Yeah. Còn nền thì lót gạch, xây lên má ba tấc, dán giống như gạch diềm, gắn cái diềm giáp vòng. Như thế này là cô bác anh chị, ngôi nhà của cô thì nó cũng khá là lộn xộn, nó gần như là ba cái gian nhà, một ngôi nhà già lớn ở trên thì lót gạch nó phân nửa không đến đâu hết á, gian nhà ở dưới này thì tạm bợ và không gian bếp thì nó cũng khá là cũ kỹ, như một cái võng á, cô nói đúng á, chỉ cần gạch một cái là ngôi nhà này có thể sập bất cứ lúc nào. Và hiện nay thì giữa mùa mưa bão như thế này thì sửa lại ngôi nhà cho mấy bà cháu ở là một điều cần thiết. Và trong thời gian vừa qua thì khi mà các anh em có đến đây để mà tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình á, thì của bà cụ nè, có rất là nhiều cô bác quý anh chị hỏi và thắc mắc như thế này: mẹ của các cháu đâu? Thưa với cô bác quý anh chị là cô có ba người con gái và chỉ còn một người đang liên hệ được, đó là chị Thảo. Còn hai người kia thì cô không liên hệ được đúng không? Không liên hệ được. Và sau khi đi hai người kia, giống hai người chị kia thì bật vô âm tính luôn rồi. Còn chị Thảo thì liên hệ được nhưng mà có cái giống như cái tình trạng là mượn tiền trước, dùng trước rồi sau đó là làm thuê để trả lại. Đó nên thành thử là không thể nào về được. Đó, thì hiện nay ba người con gái của cô thì bỏ lại cho bà ngoại năm người cháu.
cực khổ vậy không? Mà hiện nay là cô bệnh về phụ nữ là bệnh vì ung thư tử cung rất nặng, rất yếu cô bác anh chị. Giai đoạn 4 luôn á. Giai đoạn 4 luôn. Cô có lo một ngày nào là các cháu mình sẽ bơ gơ dơ không? Cũng lo chứ. Ngủ đêm nào thức mở mắt được thì nó biết là mình còn sống. Nhiều khi ngủ đêm cũng tập thò lắm, tại vì không có người lớn ở nhà đó. Ở với đứa nhỏ nhiều khi đâm lúc tôi nhức đau rồi khi không biết kêu ai nữa, kêu mấy đứa nó không có dậy đâu, nó còn nhỏ. Mà khi em dâu thì nó cũng hơi phiền. Có bữa họ mà sáng đêm tôi cũng ngủ không được nữa. Tại vì nó nhức quá rồi, khi trong lúc đó mình không có chuẩn bị thuốc nhức để dành á. Uống thì cái ráng rồi cái đi tới đi lui nằm giọng thì cũng không yên mà nằm giường thì nó mỗi lần nằm xuống thì đứng thì nó không đỡ nhất, mà nằm xuống thì bắt đầu nó quằn ấy, cái bụng mình hoài cái lăn tới lăn lui vậy. Khoảng tới 3 giờ mấy gần 4 giờ bắt đầu nó mới rất đó là thấy đứt nước là tôi ngủ được, nhắm mắt được chút xíu rồi sáng bét rồi. Sáng lo cho mấy đứa cháu còn đi học nữa. Lo cho nó ăn sáng rồi cái lo cho nó đi học này cái nọ rồi cái thay đồ tắm rửa cho nó đi học. Chắc đó là hết ngủ rồi, còn ban ngày đâu có ngủ được đâu, vậy nè nó quậy nó tùm lum hết trơn đâu có ngủ được gì. Cô nói câu hai câu mình rất là mũi lòng, đó là ngôi nhà này thì cái máy nó giống như cái võng cứ đưa qua đưa lại hoài. Tối phải bồng cháu của mình chạy, con gái thì không có làm gửi tiền về, sống qua ngày là nhờ sự thương yêu đùm bọc của cô chú tình làng nghề sớm ở đây. Cái thứ hai là cô đang bị mắc cái căn bệnh ung thư tử cung ở cái giai đoạn 4 mà không có tiền trị bệnh nên là nó cũng khá là khó khăn. Và bây giờ quay trở lại cái trường hợp hỗ trợ ngôi nhà trước, còn cái căn bệnh của cô á thì mình sẽ tính sao. Cô phải cố gắng lên để chăm sóc các đứa cháu. Tôi cũng có uống thuốc cầm trường về, mua thuốc bị đi khám bên bệnh viện ông bú hai là bên Thủ Đức á, xin bác năng để bác sĩ mới chỉ cho to mua, thí dụ là 3 phần thuốc mua được, có tiền thì đủ mua 2 ngày uống, 3 phần thuốc nó cũng 100 mấy, mà uống 2 ngày hoặc là 3 ngày vậy đó 100 mấy. Để cái lúc có tiền thì mua đủ liều, mà lúc có tiền tới mua thuốc giảm đau một vị gì có 35 ngàn thuốc giảm đau thôi. Phải uống thuốc giảm đau cô bác anh chị. Tại vì bây giờ không có tiền đi khám bệnh nên là nữ cũng thương. Anh Hợp ơi, trở lại vị trí tí xíu. Thưa bác, với cô bác anh chị nãy anh Hợp có trao đổi nhưng mà buổi hồi chưa nói hết. Là bề ngang là 4,5 m, bề dài là 12 m. Và tổng thể ngôi nhà này thì 54 m². Và xây á thì cái mặt đằng trước là sẽ xây gạch giống ngôi nhà này và giống ngôi nhà lớn. Và là một cái cửa sổ là bằng đài loan luôn. Và cửa nhôm chứ. Rồi bên kia là một cái cửa hai cánh pano làm kiên cố lắm. Và anh Hợp anh nói nếu như mà làm á thì sẽ làm luôn một cái giống như cái mái nhà giả đắp hồ hả, đắp chỉ nặng quá chỉ luôn không cho nó đẹp. Dạ rồi ở ngoài trước nếu như mình dán gạch lên một tí được không? Được. Ừ thì muốn dán gạch lên mà hết cũng được, mà dán một khúc thước gữ cũng được. Hai mặt đó. Dạ. Rồi cái ngôi nhà này đó thì sẽ cái phần vách á thì sẽ xây lên 3 tấc, có nghĩa là từ cái phần cuốn nền á là xây lên 3 viên gạch nữa, rồi sau đó dán gạch ốp để chống cái côn trùng. Cái phần vách của cái phòng ngay tại cái phòng khách á thì sẽ xây dựng lên luôn cái phần vách cửa buồng là xây luôn, có nghĩa là nhìn ở ngoài nhìn vô thì nó giống như là một ngôi nhà đúc. Có một điều nếu như mà cô bác quý anh chị xem không kỹ á, hoặc là có thể là chưa biết về xây dựng anh về xây dựng nhiều á thì sẽ hỏi một câu như thế này, và thậm chí là em cũng hỏi luôn, nếu như mà xây một ngôi nhà 12 m² tổng thể ngôi nhà như vậy mà mình xây tường lên hết luôn á thì so với chừa tôn như vậy thì nó có mắc không? Mắc dữ lắm, rộng tại phải móng cố định. Đổ cột đà bọng thì dữ lắm, phải gánh cho nhiều đúng không, để nó nứt rồi xong đâu có sửa chữa gì được không. Anh Hợp có nói một câu rất là mến anh như thế này, ngôi nhà khi mà mình bàn giao cho người ta cái thẩm mỹ là nó quan trọng khoảng 30-40% thôi, mà quan trọng là cái kết cấu bê tông á. Tại vì sau này nếu như mà ngôi nhà này nó vừa bàn giao xong ở 1-2 năm mà nó xuống cấp hoặc là nó bị nứt tường thì lúc đó là cảm thấy rất là ái nái. Cái đó là lương tâm nghề nghiệp của anh. Và một điều quan trọng đó là hôm nay đến đây khảo sát nè thì em muốn hỏi là cái tổng cái chi phí đó như vậy, và nhà vệ sinh thì cô cũng đã có rồi, mình không cần xây nhà vệ sinh, thì là bao nhiêu tiền?
tổng hết luôn là tôn với bên hồ gạch bông gì hết là khoảng 119 triệu. Là bên anh là bao nhiêu, bên hồ là nhiêu? Bên mình 61, còn bên kia là 58. À, bên anh Vũ là 58 triệu, bên anh Hợp thợ hồ là 61 triệu. Ở đây là mình cuốn nền lên ba tắc hả? Ba tắc. Ba tắc rồi ở đằng là sau đó mình cũng có đổ dĩ đồ ở trên luôn không? Đổ dĩ trên. Đổ dĩ luôn. À. Dạ. Có nghĩa là mình đổ dĩ rồi đổ hồ lên luôn hả? Đổ hồ. À, có nghĩa là nhà của cô Út á thì hiện nay là mình không có đổ dĩ, nhưng mình tại nền nó kết cấu nó thấp nó cứng. Còn ngôi nhà này là anh đổ dĩ lên luôn. Có nghĩa là có một cái dĩ á, rồi sau đó là đổ bê tông lên. Tại vì ngôi nhà có một cái số ngôi nhà là hôm trước là trước đây cách đây á thì nhà của ba mẹ của Bùi Hồ cũng vậy, là chỉ đâm le đá 46 thôi, rồi sau này cái đó nó bị sập, nó bị sập. À, anh Hợp làm hiện nay cũng khá là chắc chắn, còn ngôi nhà của cô Út đằng kia thì cũng khá là xong rồi. Và nếu như mà đủ tiền thì thứ hai bữa nay là thứ mấy rồi? Thứ tư rồi, ngày mai thứ năm là mới xong, sáng thứ sáu anh mới về. Thứ bảy chủ nhật, thứ ba chắc chắn là thứ ba mình sẽ khởi, nếu như đủ là chắc chắn mình sẽ khởi công ha. Bây giờ các anh có cần đi tham quan ngôi nhà một lần nữa không? À, anh đi đi. Và bây giờ chắc có lẽ là em trao đổi với cô tí xíu ha. Ngôi nhà này anh Hợp quên nữa, dỡ ra lâu không? À, bây giờ là mình dỡ cái phần này với phần này, chừa cái nhà này lại cho mấy bà cháu ở, xong rồi hai dỡ luôn. À, dỡ hết luôn đúng không? Có nghĩa là cái công dỡ nhà là bên mình dỡ hết luôn. Mình dỡ hết luôn. Chừa cái này lại cho bà cháu ở. Ở xong rồi mình sao ở xong. Được mưa sao ở dột sao vậy chứ, giờ ở đâu có chỗ ở trọ không, có chỗ ở đỡ không? Nếu mà giờ hết cũng được, tại vì có nhà nhỏ em ở. Dạ, sao vậy được, chị ra giờ hết dở hết luôn. Dạ, cho nó thoáng để các anh làm, chứ bây giờ ở nhà này không dám ở luôn. Anh phải hỏi cái số điện thoại của cô biết không. Đang gần tới thứ hai thứ ba vậy đó là thông báo cho người ta cắt cái điện giùm. Thông báo cắt điện. Xuống đây cô. Từ từ đi. Mừng lắm rồi, bây giờ con quýnh quýnh. À, quên nữa nè. Cái này là tính luôn cái chi phí tiền ăn ở của mình luôn chưa? Rồi luôn rồi đúng không? Chứ bây giờ không có phát sinh tiền chi phí ăn ở nữa ha. Dạ. Rồi có nghĩa là về ăn ở là mình tự túc, mình lo cho thầy thợ giùm em luôn, là cái tổng bao gồm ở trong cái chi phí đó luôn ha. Ngôi nhà nào á thì cất ra thì cũng phải có một cái số phát sinh nhỏ của bác anh chị. Tại vì nhà là cất phải phát sinh ít hay nhiều thôi, đó là sự thật. Ở tại vì mình cắt mình thấy nó này nó chưa đẹp, mình làm tí xíu nữa thêm cửa này, thêm cửa. Dạ thì thôi bây giờ anh vô đi, anh lát nữa con lấy số của cô chính ha. Rồi để mà sửa nhà. Rồi bé ơi, tên gì? Tên Trần. Nay có anh Hùng nữa nè, anh Hùng đẹp trai. Chào Nốt nha. Hai thân xác anh Hùng. Con tên gì? Tên Trâm. Con tên Trâm, học lớp mấy rồi? Lớp 3. Ở bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Mẹ tên gì? Mẹ Tư Phượng. Mẹ có điện thoại hỏi thăm con không? Không. Không, hả, nhớ mẹ không? Không. Sao vậy? Mẹ bỏ đi lúc bao nhiêu tuổi? Nó cũng hồi lúc nó học lớp 1. À, nhỏ quá, không có nhớ mẹ luôn đúng không? Bây giờ nhà mình ngủ là hổm ngày mưa tạt dữ không? Tạt sao nói chú nghe. Có bao giờ bà nội ôm mình chạy không? Có. Chạy sao? Sập thôi mà. Thôi xin nhớ. Chạy đi nhà bà chị dâu. Chạy đi nhà bà chị dâu. Trời, bà lớn mà có chị dâu luôn. Không biết nói gì thì kinh gì. Chạy chị dâu, chị dâu của cô chính đây nè. Mợ dâu nó kiếm không thấy. Chị dâu vậy. Ước có nhà mới không? Trâm. Có. Ước sao nói chú nghe. Con ước có nhà mới. Ừ, chi? Cho ngoại sống. Cho ngoại sống. Chứ không phải cho con nữa hả? Có cho con không? Có. Chiều nay mình ăn cơm gì á? Ăn với tép rang. Hả? Tép rang. Đó chà. Bé nói chuyện tiếng Kinh không gành lắm hả cô? Dạ, tại vì nó mới đi học á, nó mới biết tiếng Việt. À, chứ đa số là nói tiếng... Tại vì nó chơi chị em, nó tạo tiếng Khmer không? À, cảm ơn là nói gì? A Kun đúng không? A Kun. A Kun, đúng không? Biết một vài tiếng Khmer, nó biết từ cảm ơn là A Kun. Ở cái dân tộc của cô, cái món ăn rất là ngon đó là món chấm, đó là tức hường đúng không? Tức hường. Tức hường là cái gì? Không biết. Không biết. Biết mắm bò hóc thôi. Biết mắm bò hóc thôi. Mắm bò hóc là ăn là đặc sản của người Khmer, dùng để nấu cái món bún nước lèo. Bún nước lèo. Dạ đúng không? Bún nước lèo là từ các cộng đồng của người Khmer nấu với lại mắm bò hóc, ăn với lại tôm, với lại thịt, với lại trứng cút. Yeah. Nhắc tới tự nhiên bây giờ đói bụng nữa rồi.
Thôi bây giờ mình vô đây đi ha cô ha. Ở đây không phải là nói để mà cho cô Út nấu, nhưng mà mình muốn giới thiệu một số đặc sản của Khmer cho cô bác với anh chị biết luôn. Tại vừa hồi cũng qua Campuchia cũng 3-4 lần rồi. Dạ. Bật lá lên đi anh. Thế bây giờ nó cũng... Trên bật cái lá trên ơi. Đây. Ở nhà cô lúc nào cũng có nước á. Người ta nói là... Dột quá. Có nước là có tiền. Nhưng mà ở đây là có nước là nhà dột á. Dột ướt hết trơn rồi. Dạ. Cô phải hướng dẫn cho các bạn nhỏ mang dép nha. Chứ không mang dép là dơ quá. Có cần ấy không? Có cần bật cái lát lên cho thấy không? Em hỗ trợ bật lát cho. Rồi. Hôm nay... Thật ra là cô bác của anh chị sẽ hỏi rằng là có thể cô bác của anh chị nói Bùi Hồ tò mò. Nhưng mà thật ra thì muốn biết một cái gia đình đó như thế nào, mình phải thăm cái bữa cơm, nó quan trọng lắm. Khi nhà đầy đủ thì bữa ăn nó mới ngon lành và đậm ấm được. Hôm nay thì mình ăn cơm gì cô? Tiếp rang, còn có mấy con á. Còn không? Hết rồi. Không, cái này không phải của con cháu đó. Ôn vậy nó ăn hết tiếp rang rồi. Nó ăn hết trơn hả? Ăn hết trơn rồi. Đâu? Nó vậy nó ăn cơm rồi đó, nó ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Luôn, hết tép rang luôn hả? Hết tép rang rồi. Ăn tép gan thôi hả? Dạ, có tép rang thôi. Có chừng cô đạp ở dưới chân cơm. Anh sau này mình sẽ xây các cái nhà này thuộc ra ở nhà vệ sinh luôn. Có 200g tép á. Có một điều như thế này nè, đã chia sẻ cái câu chuyện tới vậy tí xíu. Các bé nhỏ khi ngủ á, quay lại cô. Đứng đó đi. Các bé nhỏ khi ngủ ở nhà lớn á, cái nhà vệ sinh này nó xa quá. Thành nữ là đi vệ sinh là tè kế bên luôn. Một là sợ ma, hai là chắc lười ngủ, thức dậy lười hay sao á. Không bị dột cổng hay cái giò cái nó nằm á, như dột cái giường vậy nè, nó dột ở dưới chân vậy nè, nó ngủ không được. Nó chạy qua nhà dưới là ngủ. Nó nhà dưới vậy mà con thấy nó tè ở đó luôn hay sao, khai quá nè. Con đó con nhỏ nó sợ ma, nó không dám ra mà có để cái bô cho nó không để trái bô đâu, nó đau cái đít, nó ngồi vậy nó đau cái đít là gì, nó nằm ngay nó bị té đó. Bị té nó chắc nó ảnh hưởng tới xương chậu nó gì không biết nữa, mà nó cứ tối mà lúc trước để khám bệnh nó không có. Bây giờ thì cái ỉa quần hoài vậy đó. Dạ, bây giờ thì cái việc mà lo cho sức khỏe mình chưa xong nữa. Mà mỗi ngày phải lo hai bữa ăn cho các cháu, nó thấy nó khổ là chồng thêm khổ. Mà nhiều hoàn cảnh của cô Út này phải nói là ở nhà không có gì quý ngoài hai cái chiếc giường. Cô chính với cô Út hoài à. Bây giờ bệnh hoạn thì mang ở trong người như vậy. Khi mà bệnh thì nó đau lắm, cái cơ thể sức khỏe nó yếu xuống thì thành thử là mọi việc nó không có được sốt sắng như người khỏe mạnh. Cô năm nay là nhiêu rồi cô Chính? Năm nay 61 tuổi rồi. Cô Chính này với cô Út bằng nhau, cô Út thì 60, cô Chính thì 61, lớn hơn tuổi. Nhưng mà nhìn cô ít tóc bạc hơn cô Út. Nhóc hết trơn á, tại... Nhưng mà cái sức khỏe của cô, gương mặt của cô á, mình nhìn nó yếu hơn. Yếu hơn, chắc chắn là như vậy. Bị ung thư giai đoạn 4 mà. Có dự định là tính làm nghề gì không cô? Thì biết không sao giờ bệnh này thì cứ bác sĩ cho khám để tới Thủ Đức đi được có lần à. Mà nếu mà đi được vài lần thì mà rồi chứ tiền bạc đâu, mỗi lần đi phải từ 3 triệu. Mà như làm gì đã ra 3 triệu. Tiền xe, tiền mình đi xe phải nằm nhà trọ một đêm mới về được. Đi tới đó thì cái xe, đi tới bến xe Kim Hoàng một cặp, rồi còn ngồi xe đi từ đó tới Thủ Đức nữa một cặp nữa. Rồi có đi tới đó phải mệt ngủ một đêm rồi sáng mới về. Cô, con chị Thảo á, con gái của cô á, là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay nó 23 tuổi. À, vậy là em nhỏ hơn Bùi Hồ nhiều lắm. Rồi Thảo có thường điện về cho cô không? Nó cũng thường xuyên điện mà có lúc nào nó bận chuyện thì nó không có điện được. Nhiều khi 2-3 bữa nó mới điện về một bữa vậy đó. Hồi nãy nó có điện về nói mẹ tối ngủ có đau nhất kiểu nó đó. Giờ con cũng không biết nói sao, mẹ con bây giờ con ráng tranh thủ làm sao mà hết nợ rồi cái con về nuôi mẹ má bất quá có gì mình ăn lấy nè mẹ ăn. Nó nhiêu tiền thiếu nợ là hồi lúc mà mượn là nó người ta sang nó bán đi lao động xuất khẩu lao động á. Bán rồi kia nó mượn tiền người ta là hết đâu 7 triệu 8 triệu gì đó. Mà ta ăn tiền lời tiền gốc vậy, nó nói người ta giờ người ta nói tới 9 triệu. 9 triệu mà không có tiền về hả? Có, mình nó vô làm cho được tháng đâu.
Rồi bây giờ nếu như mà có tiền có đi về không hay là ở nó luôn? Chắc nó chưa có biết nữa, nó con ráng làm á, lại có tiền để lo cho mẹ. Rồi cái nó nói vậy, cái nó nói vậy, nếu con có làm được, nó hỏi chỗ con làm có được không, nó nói cũng tạm được mà đều nói nào ngay, tại vì bà chủ nó hơi khắc khe chút, nó khắc khe sao nói cũng như là đồ ăn đồ uống á, bà cũng không cho người làm thuê mướn ăn á, cũng như là ăn đồ thừa của bà, cứ như bà múc ra ăn rồi cứ còn dư bà để trên bàn cho mình ăn, cái bà múc đồ ăn mới cho mình ăn. Dạ thôi đi, cái chuyện đó thì nghe kể thì cũng thấy xót, nhưng mà bây giờ cái câu chuyện quan trọng nhất là gì nè, coi được cái clip của cô không? Con chị, em Thảo á, coi được cái clip của cô không? Chắc coi được quá, tại vì nó có điện thoại. Coi con, được. Coi hình nó được. Cô có thông tin rằng là có mấy chú lại đây thăm nhà mình không? Chắc để bữa nào coi điện nó coi, nó hỏi con có thấy được vậy vậy không đó. Nếu mà con có thấy nó chắc nó cũng mừng dữ lắm á, cho vậy nó. Tối đêm nay con sẽ đăng clip mình lên. Dạ. Cô nói á với con của cô á, dạ, lên YouTube á, mở clip lên coi. Dạ. Mẹ hiện nay bệnh rất nặng. Dạ. Và các cháu á, các con á là không có đồ ăn luôn. Dạ. Về đây xúm xích lại có gì ăn đó. Dạ. Để hỗ trợ ít nhất là cho cô và cho các con của mình. Không, rồi lễ đôn ta nó có điện về á. Ừ. Nó nói mẹ, mẹ có tiền thì mua đồ ăn đi chùa hơn. Nó nói tiền bạc thì cũng có chút đỉnh, tại vì có mạnh thường quân cho má được 2-3 triệu nè. Ừ. Rồi cái má đi chùa mua đồ gì đi chùa, hỏi ai đi chùa thì má nói giờ cho Trinh nó đi chứ mẹ đâu đi có nổi thôi. Thôi mẹ ráng đi chùa bữa hay bữa thôi, má để dành tiền đó đi, má mua đồ ăn đi, má dưỡng sức khỏe, con làm nếu mà con làm được tiền nhiều con cũng về vậy, chứ con không có làm nữa đâu, để chăm sóc cho mẹ. Nhiều khi mẹ đây nửa đêm đúng không, mẹ nhức dữ lắm, nó nói nhầm bữa con ơi, nhầm bữa có đêm nó nhức ơi, giờ con không biết nói sao, thôi kệ mẹ ráng đi, chừng nào con cần có tiền con gửi về đó thì con điện cho anh hai điện, tại vì nó biết số điện thoại đây nè, điện cho anh hai cho số cho địa chỉ cho lãnh tiền. Vài ngày nữa tụi con có mặt ở đây á, thì con mong cô kết nối cho con nói chuyện với Thảo một lần. Dạ. Ha. Dạ. Rồi nói với con, nói với Thảo á, là coi lên coi kênh YouTube Bùi Hồ TV hay Út Đồng Tháp hay Một Đồng hay là anh Huỳnh Tâm TV cũng được. Dạ. Kênh nào cũng được. Chắc và mấy anh em sẽ cập nhật ở đây. Chú mà nói đó nó mừng dữ lắm á. Dạ. Rồi có đó, cái đó là cái thứ thứ nhất. Dạ. Cái thứ hai giờ nè, cô muốn cắt nhà như thế nào? Dù cái đó là tùy theo chú cất, tôi không có dám đòi hỏi. Yêu cầu có nhà cho cháu ở với bà ngoại, tôi bà ở cho ấm cúng là được rồi. Vậy chứ cứ coi nhà nó vậy đó, mưa nó tạt, gió lùa gì. Đâu có dám ước mơ đòi hỏi nhiều đâu. Yêu cầu mấy chú cấp cho tôi được có mái nhà là tôi rất là mừng. Trên đời tôi chưa có nhà đó ở nữa đó đâu. Cái được. Nhà tường hay nhà tôn? Tôn tường gì cũng được. Dán gạch hay là không dán gạch? Thì theo đó là bên khả năng bên chú à, thương có, nếu có thương tình thì dán gạch, nếu thương tình thì thôi, chứ cái dán đó tôi không có dám đòi hỏi nó thiệt luôn á. Nhưng mà cô á, lần sau á là cô bà ngoại á là phải hướng dẫn các bé là mang dép vô. Tại vì con có nhận thấy như thế này nè, nhà mình là nhà đất. Rồi ngủ ở trên giường á không có dép á, có đứa nào cũng có gì không rồi. Không có mang dép vô á, lôi cái chân lên cái niệm ngủ là ngứa, bệnh sau này bị bệnh về da đâu nhiều lắm. Đứa nào cũng có đôi dép, đôi dạ, dép trước khi đi đi ngủ á, là cô phải nói các bé đi rửa chân rồi lau cho sạch sẽ để leo lên giường. Cho nhà đất như vậy thì dơ quá, tại sau này các bé nó còn lớn bệnh hoạn, rồi nhầm khi bị bệnh về da hay là tối ngủ rồi bụi nó bay vô lỗ mũi rồi bệnh về phổi nữa. Đó, nên đó là con khuyên, ở đây con không có sự đòi hỏi gì. Nhưng mà đó là muốn tốt cho cô và cho các bé ha. Chỉ có thằng đó nhỏ nhỏ đó nó không mang dép thôi, còn mấy người đứa kia, mấy đứa nhỏ đó nó mang trơn à. Cái thằng áo đỏ nãy đó nó có cháu dép cháu của mà mình mà bây giờ nhiều quá không nhớ tên luôn. Cái thằng nhỏ nhỏ nãy nó nhảy cái tưng á, thằng đó nó lì lòm đó. Ở đây thì cũng có được anh Huỳnh Tâm TV, ảnh là những người dân địa phương ở đây, anh cũng hỗ trợ được cái phần mà thông qua chính quyền để mà có thể hỗ trợ sửa nhà cho mình. Nên là nữ cũng an tâm. Nhà của cô thì cũng có điện nước đồ đầy đủ. Nên là nữ cái phần đó thì mình cũng an tâm phần nào. Và nếu như mà cắt á, quên thông báo cô bác anh chị, nhà của cô là cắt đến 12 mét. Là nữ nhà này là nhà 2 phòng, 2 cái phòng. Nó khác so với nhà của cô Út là có 1 cái phòng, lý do có 9 mét cắt ngang nữa. Nên là nữ cắt cho mình 2 phòng được không? Dạ được.
hai phòng hay là ba phòng? Hai phòng được rồi, ba phòng mất công dọn mệt lắm. Hai phòng. Cô á làm sao á là cắt cho cô là nó gọn nhất có thể. Vì đâu đó các cháu nó ở gần với nhau thì cô cũng dễ bề chăm sóc, cũng như lo lắng vào mỗi buổi tối. Ví dụ bà với lại hai người cháu ngủ chung phòng, còn ba bé cháu kia ngủ chung phòng là tổng cộng nhà 6 người ngủ được 2 phòng. Đó, nhà thì cũng cắt bằng cửa nhôm, rồi làm cái cửa hai cánh, cái cửa gì hôm trước Bùi Hồ cắt cũng quên à. Nói chung là tạm thời là như vậy. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì Bùi Hồ nhận được hơn 60 triệu. Và cũng mong rằng thời gian tới cũng được sự chung tay góp sức của quý cô bác, quý chị Mạnh Thường Quân, để cho căn nhà tiếp theo được ngay tại Càng Long này được nó ấm cúng hơn. Ít ra thì cũng có được một chỗ che mưa, che nắng đúng nghĩa. Và cái điều quan trọng nhất là mình không bao giờ mình muốn thấy được cái cảnh các em nhỏ bị mưa gió mà cây cối nó đè sập trên người của các em. Đó, cái đó là quan trọng nhất. Nên là nữ là sự chung tay góp sức của cô bác, quý anh chị Bùi Hồ luôn trân trọng, không phân biệt chủ ích hay là nhiều. Mọi sự tấm lòng của cô bác, quý anh chị thì Bùi Hồ các anh em đều nhận hết. Để mà có thể cho cô á có nơi ở, ít nhất là cho con cháu của mình trong thời gian sắp tới. Cô lo nhất là bây giờ không có một đồng nào á, tiền ăn không có lấy đâu mà sửa nhà. Nếu như mà không có sự chung tay thì chắc có lẽ là đến mãn cuộc đời cô vẫn không thấy được các cháu của mình nó có chỗ ổn định. Và mong sau khi xem clip này á thì em Thảo có thể sắp xếp công việc liên hệ với lại cô chính ở đây, hoặc là Bùi Hồ sau đó sớm nhất để mà có thể về đoàn tụ với lại con mình, cũng như là chăm sóc cho mẹ mình ở những cái tuổi như thế này. Còn bây giờ thì chắc cũng là tối hơn một đồng ha. Đúng rồi. Bây giờ mình ra ngoài trước mình nói là cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, cũng như là cho anh Hợp thống nhất lại một lần nữa, rồi mình cũng sẽ về cho các anh Thợ ăn. Chiều nay làm cho anh Thợ chưa? Ô nhà cô không thiếu gì á, sợ thiếu gạo nè. Chưa. Không sợ thiếu gạo. Gạo đó không thiếu chứ. Gạo đó. Những cái hoàn cảnh mà được cho gạo nhiều như vậy á, đây là những cái hoàn cảnh khổ thật sự cô bác anh chị. Vì sự khổ thật sự nên người ta phát tâm từ thiện giúp đỡ rất là nhiều luôn. Cũng vẫn chưa có đủ, hy vọng là anh Hợp ơi, mình quên nói này nữa rồi, là đây à, là nhà mình là nhà hai phòng, cũng không quên nói dạ, một phòng khách hai phòng với cái bếp, mấy cái cửa sổ em quên mất tiêu, một cái cửa sổ là phòng khách, bốn cái cửa sổ, hai phòng đó, và cửa là cửa Đài Loan hết luôn. Ủa, cửa nhôm, phòng của nhôm, phòng là cửa nhôm hết luôn. Là nó cửa Đài Loan, mà cái cửa Đài Loan lên tới 8-9 triệu đó. Thì trước mắt là dự toán của các anh Thợ là như vậy, và mong rằng một thời gian sắp tới nữa khi các anh Thợ còn ở đây để mà tiếp tục hỗ trợ cho hoàn cảnh của bà cụ. Chắc qua gặp anh lớn hay qua đây mình tí xíu lên lớn cho em anh cô chú anh. Ủa anh Hùng, anh Hùng. Dạ. Anh lớn luôn đi. Sao thì bây giờ hồi sớm anh Hùng tính về ăn cơm, nhưng mà anh Hùng nói là thôi đi xuống đây để coi nhà bà cụ như thế nào. Thì qua khảo sát thì anh thấy nhà của cô với lại nhà của cô Út thì như thế nào nè? Thế cảnh cô này cũng khổ như trên Út, chả anh thấy cũng đáng thương. Một mình mà để gành gống nuôi 4-5 đứa cháu. Còn cô Út chả anh cũng một mình mà nuôi cũng 3-4 đứa cháu. Nó thấy cảnh quá khổ. Thành ra giờ cô bác với Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho cô chính được gì thì rất là cảm ơn cô chú và anh chị. Thì thôi cũng mai mốt bàn giao ngôi nhà này, cũng các anh Thợ cũng trở về thăm vợ 1-2 ngày. Sau đó thì nếu được thì mấy anh em mình sẽ sắp xếp xuống trở lại đây. Dạ, cùng rồi. Ăn chung, ngủ chung, cùng ăn, cùng ở và cùng làm ha. Dạ. Thôi thì bây giờ chắc cũng đã tối rồi. Thông tin với cô Út đừng khóc nữa. Khóc nữa là vết thương bệnh nó nặng hơn đó. Cười lên. Dạ, yên tâm đi, thứ ba con cũng cắt cho cái nhà gì đâu. Khóc dạ. Nữa. Để mừng quá cái... Dạ, thì thôi thì bây giờ các anh em cũng tranh thủ để về cho các anh Thợ ăn uống nghỉ ngơi. Để ngày mai này bắt đầu dán gạch. Ngày hôm nay có một cái trục trặc ở nhà của cô Út là gạch chuyển vô trễ quá. Thành thử ngày hôm nay là các anh chỉ mới có làm cái phần nền cho nó bằng phẳng lại à. Nhà vệ sinh chưa dán ra xong nữa đúng không anh? Rồi nhà chỗ rửa chén, rồi phần nhà lớn nữa. Tính ngày mai này giao nhà nhưng mà phải đùng lại một ngày nữa. Anh nữ về gặp vợ con hơi trễ ngày nữa. Nhưng mà cũng cố gắng. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cùng với các anh Thợ cũng như một đồng Út Đồng Tháp dành Huỳnh Tâm TV gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các cô bác quý anh chị, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm
đã cùng chung tay ủng hộ những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung và hoàn cảnh cô Út ở cô Chính ngay tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh này nói riêng. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà thanh tâm an lạc.